Xin chào anh chị, chủ đề ngày hôm nay em xin hướng dẫn anh chị cách tính giá thành theo phương pháp sản xuất liên tục giản đơn thông tư 133 trên phần mềm misa.sme.net. Tính giá thành theo phương pháp này áp dụng cho doanh nghiệp sản xuất giản đơn, quy trình khép kín, sản xuất liên tục, kết thúc tạo ra một sản phẩm hoặc nhiều sản phẩm và có nhập kho thành phẩm. Ở đây có thể xác định và tập hợp chi phí nguyên vật liệu chính trực tiếp cho từng thành phẩm. Theo thông tư 133, các khoản chi phí của chúng ta sẽ được đưa thẳng vào trong tài khoản 154. Và đặc biệt, các khoản chi phí này, anh chị bắt buộc phải chọn vào khoản mục chi phí. Em sẽ ví dụ như doanh nghiệp sản xuất kinh doanh về bàn ghế sẽ có các thành phẩm như là bàn kính và ghế inox và các nguyên vật liệu cấu thành. Bàn kính thì sẽ bao gồm như là tấm kính, thanh inox và bọc đế. Các nguyên vật liệu của ghế inox thì sẽ bao gồm như là thanh inox, tấm inox và bọc chân ghế. Hoặc là doanh nghiệp sản xuất chăn gói như là sản xuất thành phẩm gói bông sẽ bao gồm các nguyên vật liệu như là vải, chỉ và bông. Ở đây, ví dụ như đơn vị em đang sản xuất hai sản phẩm đó là bàn máy tính và bàn ghế học sinh. Có các nguyên vật liệu của bàn máy tính bao gồm như là gỗ ép, dây viền, đinh, đế, chân nhựa. Còn bàn ghế học sinh thì sẽ bao gồm như là gỗ, thanh sắt, đinh ốc vít và đế chân nhựa. Với tính giá thành giản đơn theo thông tư 133, em sẽ hướng dẫn qua cho anh chị các bước sau đây. Đầu tiên, anh chị sẽ thực hiện khai báo mã như là mã vật tư, thành phẩm, đối tượng tập hợp chi phí và ngoài ra còn có các khoản mục chi phí. Sau đó, nhập chi phí dở dang đầu kỳ nếu có. Tiếp đến là chúng ta sẽ nhập phiếu mua nguyên vật liệu đầu vào và sau đó là nhập phiếu xuất kho nguyên vật liệu để sản xuất, nhập phát sinh các khoản chi phí sản xuất. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu nhập phiếu nhập kho thành phẩm. Cuối cùng là mình sẽ bắt đầu tính giá thành thành phẩm. Để bắt đầu cho quá trình sản xuất thành phẩm thì anh chị phải có các mã nguyên vật liệu, mã thành phẩm và đối tượng tập hợp chi phí. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu khai báo trên phần mềm như sau. Khai báo nguyên vật liệu. Anh chị vào danh mục, chọn vật tư hàng hóa và bấm thêm. Trên đây, anh chị nhập tên và thông tin mã nguyên vật liệu đấy. Em ví dụ là mã gỗ ép, với tính chất là vật tư hàng hóa. Nhập thông tin và chọn tài khoản kho là kho nguyên vật liệu. Anh chị kiểm tra xong và bấm cất mã là được. Anh chị khai báo tương tự với các mã nguyên vật liệu còn lại nhé. Khai báo thành phẩm. Anh chị cũng vào danh mục vật tư hàng hóa và bấm thêm. Nhập mã và tên thành phẩm. Em ví dụ là mã thành phẩm bàn máy tính. Với tính chất chọn là thành phẩm, anh chị điền các thông tin liên quan đến thành phẩm và kho là kho thành phẩm nhé. Để tiện trong việc quản lý mã thành phẩm này có các nguyên vật liệu nào cấu thành thành phẩm thì chọn sang tab 4 định mức nguyên vật liệu để anh chị xác định trước mã thành phẩm này bao gồm các nguyên vật liệu với số lượng là bao nhiêu cái. Ở đây là mã thành phẩm bàn máy tính. Anh chị chọn các mã nguyên vật liệu cấu thành nên thành phẩm tại phần thông tin chi tiết ở dưới cùng với số lượng nguyên vật liệu. Em ví dụ như 2 tấm gỗ ép, 8 mét dây viền, 1 hộp đinh ốc vít, 4 đế chân nhựa. Anh chị kiểm tra lại và bấm cất. Em sẽ tạo tiếp mã thành phẩm bàn ghế học sinh tương tự ạ. Khai báo đối tượng tập hợp chi phí.
Đối tượng tập hợp chi phí là mã đối tượng dùng để tập hợp tất cả những chi phí phát sinh liên quan đến sản xuất thành phẩm. Anh chị vào danh mục đối tượng tập hợp chi phí và bấm thêm. Ở đây chọn loại là sản phẩm và anh chị chọn đến thành phẩm đang sản xuất. Ví dụ ở đây em sẽ chọn là bàn máy tính và bàn ghế học sinh. Anh chị kiểm tra có thể nhập thêm thông tin diễn giải và bấm cất. Theo thông tư 133 có theo dõi thêm các khoản mục chi phí đã có sẵn trên hệ thống. Ngoài ra, nếu anh chị có theo dõi thêm khoản mục chi phí khác thì có thể vào danh mục khoản mục chi phí. Ở đây, anh chị muốn tạo thêm thì bấm thêm mới nhé. Tuy nhiên, anh chị nên thêm mới các khoản mục chi phí chi tiết thuộc các khoản mục chi phí sản xuất như là nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung. Vì nếu hạch toán chi phí không thuộc 3 nhóm khoản mục chi phí này sẽ không lên được giá thành anh chị nhé. Misa cũng đã tạo đầy đủ các khoản mục chi phí này rồi ạ. Em sẽ ví dụ như anh chị muốn thêm khoản mục chi phí chi tiết hơn, như muốn thêm chi phí sản xuất chung, mua ngoài là tiền điện, nước, thì anh chị có thể click vào khoản mục chi phí mẹ và chọn thuộc khoản mẹ. Rồi sau đó nhập khoản mục chi phí chi tiết con của khoản này là được. Giờ chúng ta đã có các mã đầy đủ, chúng ta tiến hành nhập chứng từ phát sinh anh chị nhé. Trước khi bắt đầu nhập liệu, nếu năm trước anh chị có phát sinh các khoản chi phí dở dang đầu kỳ, thì anh chị vào nghiệp vụ, nhập số dư ban đầu và chọn đến tab chi phí dở dang. Anh chị khai báo các khoản chi phí dở dang đầu kỳ của đối tượng tập hợp chi phí nhé. Tại đây anh chị nhập giá trị dở dang đầu kỳ như nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp, chi phí chung, v.v. Nếu không có phát sinh, anh chị có thể bỏ qua phần này. Tương tự, nếu anh chị có các khoản tồn kho nguyên vật liệu đầu kỳ thì chọn sang tab tồn vật tư hàng hóa để nhập số dư vào nhé. Chi tiết của phần nhập số dư đầu kỳ có thể xem đính kèm ở phần mô tả của video. Nghiệp vụ mua nguyên vật liệu về nhập kho. Trong kỳ, nếu anh chị mua các nguyên vật liệu về nhập kho, anh chị vào phân hệ mua hàng và thêm mới chứng từ mua hàng về nhập kho. Điền đầy đủ các thông tin chứng từ như nhà cung cấp, khoảng thời gian và thông tin chi tiết các mã nguyên vật liệu. Anh chị nhập số lượng, đơn giá vào. Tương tự nhập các mã còn lại vào. Anh chị kiểm tra lại chứng từ một lần nữa và bấm cất. Xuất kho nguyên vật liệu để sản xuất. Tiếp theo là nghiệp vụ xuất kho nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm. Ở đây em sẽ có hai cách để lập. Cách 1 là lập bằng lệnh sản xuất. Cách làm này sẽ dễ quản lý được thành phẩm được cấu thành bởi các nguyên vật liệu nào với số lượng là bao nhiêu. Phần mềm sẽ quy đổi ra luôn. Đến khi lập phiếu nhập kho thành phẩm, chỉ cần kiểm tra lại số lượng mà không cần phải tự nhập. Cách 2 là tự nhập chứng từ phiếu xuất kho nguyên vật liệu. Anh chị lập phiếu xuất và xác định theo số lượng xuất thực tế, rồi nhập vào. Và em sẽ hướng dẫn anh chị dùng cách 1 trong video ngày hôm nay nhé. Vào phân hệ kho, lệnh sản xuất, chọn thêm chứng từ. Anh chị chọn đến mã thành phẩm cần sản xuất với số lượng là bao nhiêu. Khi chọn xong, bên dưới định mức xuất nguyên vật liệu cho thành phẩm sẽ hiện lên các mã nguyên vật liệu.
mà anh chị đã thêm lúc tạo mã thành phẩm ở danh mục. Anh chị chọn các mã thành phẩm thuộc đối tượng tập hợp chi phí nào thì chọn vào ạ. Anh chị chỉ cần kiểm tra lại số lượng của các nguyên vật liệu mà hệ thống đã tự quy đổi. Nhập mã thành phẩm còn lại tương tự anh chị nhé. Sau đó bấm cất chứng từ. Lúc này chứng từ sẽ hiện lên hai ô là lập phiếu nhập và lập phiếu xuất. Em xin giải thích, lập phiếu nhập là nhập kho thành phẩm, còn lập phiếu xuất là xuất kho nguyên vật liệu. Mà trong sản xuất, chúng ta phải có nguyên vật liệu thì mới tạo được thành phẩm, nên anh chị phải lập phiếu xuất kho trước nhé. Ở đây anh chị kiểm tra lại thông tin các mã nguyên vật liệu đã đúng và đủ hết chưa. Kiểm tra lại định khoản và nhập là nợ tài khoản 154 và có tài khoản kho xuất. Anh chị sang tab thống kê và kiểm tra xem đối tượng tập hợp chi phí. Với thông tư 133 thì phiếu xuất kho, anh chị lưu ý bắt buộc phải chọn khoản mục chi phí để tập hợp lên chi phí tính giá thành của mình nhé. Bấm cất lại chứng từ. Lưu ý, với anh chị đang sử dụng phương pháp tính giá xuất kho là bình quân cuối kỳ, thì mình thực hiện tính giá xuất kho cho kỳ phát sinh này để lấy lên giá vốn của các nguyên vật liệu. Với các phương pháp tính giá xuất kho khác thì hệ thống phần mềm sẽ cập nhật giá vốn sau khi mình ghi sổ chứng từ ạ. Nhập các chi phí phát sinh. Tiếp đến, trong kỳ mình sẽ có các khoản chi phí trả lương cho nhân viên sản xuất, chi phí tiền điện, các khoản khấu hao tài sản cố định, công cụ dụng cụ liên quan, vân vân. Tính giá thành theo thông tư 133, mình đưa vào nợ tài khoản 154 và bắt buộc phải chọn các thông tin khoản mục chi phí anh chị nhé. Mình hạch toán như sau. Tiền lương nhân công. Với chi phí lương nhân công sản xuất, anh chị có thể lập trên phân hệ tiền lương và kiểm tra ở phần hạch toán chi phí lương. Hoặc nếu không dùng tính lương trên phần mềm, anh chị cũng có thể hạch toán chi phí lương trên chứng từ nghiệp vụ khác và hạch toán nợ tài khoản 154 có tài khoản 334. Anh chị lưu ý, trong kỳ, nếu chi phí lương của anh chị xác định được là sản xuất cho thành phẩm nào thì anh chị chọn đúng vào đối tượng tập hợp chi phí đấy để phần mềm tính chi phí. Nếu nhân công sản xuất thực hiện cho nhiều thành phẩm khác nhau và không thể chia được thì anh chị bỏ trống đối tượng tập hợp chi phí để đưa vào chi phí sản xuất chung và phân bổ trong quá trình tính giá thành. Đối với bên nợ tài khoản 154, anh chị điền đầy đủ khoản mục chi phí nhé. Ở đây em chọn khoản mục chi phí là nhân công trực tiếp. Với chi phí chung như tiền điện, nước, anh chị có thể làm trong phiếu chi tiền mặt, ngân hàng hoặc chứng từ nghiệp vụ khác và hạch toán tài khoản nợ 154. Ví dụ, doanh nghiệp em phát sinh khoản chi tiền điện cho doanh nghiệp sản xuất bằng tiền mặt với số tiền là 7.300.000. Em vào phân hệ quỹ, lập phiếu chi. Điền các thông tin và định khoản nợ tài khoản 154. Nếu chi phí tiền điện phát sinh riêng cho đối tượng chi phí nào thì mình chọn vào, còn nếu không xác định được, anh chị có thể để trống. Riêng phát sinh bên nợ tài khoản 154, anh chị điền đầy đủ khoản mục chi phí. Với chi phí tiền điện này, em sẽ chọn khoản mục chi phí là sản xuất chung mua ngoài để sản xuất. Sau đó bấm cất chứng từ anh chị nhé. Chi phí khấu hao máy móc. Nếu anh chị có khấu hao tài sản cố định và phân bổ vào chi phí sản xuất, thì tại chứng từ ghi tăng, anh chị thiết lập phân bổ, chọn vào tài khoản 154. Và tương tự, nếu chi phí khấu hao riêng cho thành phẩm, thì anh chị chọn vào đối tượng tập hợp chi phí đấy. Nếu là chi phí chung thì không chọn vào.
điền đầy đủ ở cột khoản mục chi phí nữa anh chị nhé. Cuối tháng, anh chị chọn khấu hao tài sản cố định để lên chi phí. Và trên đây, anh chị có thể chỉnh sửa lại đối tượng phân bổ và tài khoản chi phí. Với công cụ dụng cụ và chi phí trả trước, sử dụng lâu dài, nếu chi phí phân bổ có liên quan đến quy trình sản xuất thì anh chị làm tương tự như tài sản cố định nhé. Ngoài ra, trong kỳ nếu anh chị có phát sinh những chi phí mua ngoài khác thì làm tương tự, anh chị hạch toán ở các chứng từ mua hàng, chi tiền mặt, chi tiền gửi hoặc làm trên chứng từ nghiệp vụ khác và hạch toán đúng vào tài khoản nợ 154 tương tự như trên. Lập phiếu nhập kho thành phẩm. Để lập phiếu nhập kho thành phẩm, trường hợp trước đó doanh nghiệp đã lập lệnh sản xuất thì mình sẽ quay lại phiếu đáy và bấm lập phiếu nhập. Anh chị kiểm tra thông tin và bấm cất chứng từ. Nếu không làm lệnh sản xuất thì anh chị vào phân hệ kho, lập phiếu nhập kho và chọn loại 1 là thành phẩm sản xuất. Anh chị chọn mã thành phẩm, kho và hạch toán nợ tài khoản 155 có tài khoản 154. Nhập số lượng và chọn đúng đối tượng tập hợp chi phí của thành phẩm đấy. Lưu ý, phiếu nhập kho thành phẩm này anh chị để trống đơn giá và thanh tiền nhé. Đến khi nào tính giá thành xong, phần mềm sẽ cập nhật giá nhập kho cho anh chị. Và anh chị kiểm tra thêm bước này nữa. Riêng với phiếu nhập kho thành phẩm, phát sinh bên có của tài khoản 154, anh chị bỏ trống khoản mục chi phí nhé. Tính giá thành. Khi đã lập các chứng từ phát sinh liên quan, anh chị bắt đầu tính giá thành và phân hệ giá thành, sản xuất liên tục giãn đơn và bấm thêm. Xác định kỳ tính giá thành. Ở đây anh chị chọn khoảng thời gian có phát sinh các khoản chi phí tính giá thành. Bấm lấy dữ liệu. Lúc này sẽ hiện lên các mã đối tượng tập hợp chi phí có phát sinh. Ngoài ra, nếu anh chị muốn chọn lên thêm đối tượng tập hợp chi phí khác trên kỳ tính giá thành thì bấm ngay vào nút chọn và tích chọn những mã nào mà anh chị muốn lấy lên và bấm đồng ý. Hoặc có thể bấm loại bỏ đi nếu không dùng. Rồi bấm cất. Anh chị bấm lấy dữ liệu sẽ thấy một dòng xác định giá thành. Trước khi tính giá thành, anh chị cũng có thể kiểm tra lại chi phí trực tiếp bằng cách lít chuột phải vào dòng xác định kỳ tính giá thành. Chọn đến tập hợp chi phí trực tiếp để xem tất cả chi phí đã tổng hợp trực tiếp. Ở đây, anh chị có thể xuất ra Excel để kiểm tra lại lần nữa. Ngoài ra, anh chị có thể xem được tập hợp các khoản giảm giá thành để xem được những khoản giảm giá thành như là nhập lại nguyên vật liệu thừa. Sau đó sẽ tính giá thành. Để bắt đầu tính giá thành, anh chị click vào bước 2 tính giá thành hoặc click phải chuột vào dòng xác định kỳ tính giá thành và chọn tính giá thành. Sẽ xuất hiện ra bảng. Trong đây anh chị sẽ thực hiện theo 3 bước. Bước 1, phân bổ chi phí chung. Hệ thống phần mềm sẽ tổng hợp các khoản chi phí sản xuất có phát sinh trong kỳ mà chưa xác định được đối tượng tập hợp chi phí sẽ được hiển thị ở phần chi phí chung này. Anh chị có thể kéo qua bên phải và bấm vào nút 3 chấm để xem các đối tượng chi phí cần phân bổ.
Ngoài ra, anh chị muốn xem các chứng từ chi phí chung đã hạch toán thì mình sẽ bấm vào xem ở cột cuối. Anh chị muốn phân bổ hết cho kỳ tính giá thành luôn hay chia ra phần trăm của chi phí này thì có thể nhập tỷ lệ phần trăm giá trị phân bổ tại cột phần trăm phân bổ lần này ạ. Những chi phí còn lại sẽ được phân bổ tiếp cho các tháng sau. Ở đây, em ví dụ em chọn phân bổ là 100% cho kỳ này. Sau đó, anh chị chọn các tiêu thức phân bổ cho các chi phí chung này. Khi chọn xong, bấm phân bổ thì giá trị chi phí chung sẽ tự chia tỷ lệ cho từng đối tượng tập hợp chi phí phía dưới kỳ tính giá thành. Anh chị kiểm tra lại và bấm tiếp theo. Bước 2. Đánh giá dở dang nếu có. Bước này dành cho doanh nghiệp sản xuất có phát sinh số lượng dở dang để cho kỳ sau sản xuất và tính giá thành tiếp. Thì tại đây anh chị xác định số lượng đang sản xuất dở dang cuối kỳ là bao nhiêu và gõ phần trăm hoàn thành của sản phẩm dở dang đấy. Sau đó bấm tính chi phí dở dang. Hệ thống phần mềm sẽ tự tính chi phí dở dang cuối kỳ. Nếu trường hợp doanh nghiệp không có dở dang thì mình bỏ qua bước này nhé. Lưu ý, với doanh nghiệp tính dở dang theo định mức sẽ có thêm bước là khai báo định mức thành phẩm trước khi tính giá thành thì anh chị vào bên nghiệp vụ giá thành sản xuất liên tục giảm đơn và anh chị sẽ khai báo định mức giá thành thành phẩm để lấy lên được định mức chi phí cho từng thành phẩm. Bước 3, tính giá thành. Đến bước này, phần mềm sẽ tự động tính ra giá thành cho từng đối tượng tập hợp chi phí. Anh chị thực hiện kiểm tra lại các thông tin tính giá thành. Nếu đã đúng hết rồi, thì anh chị bấm cập nhật giá nhập kho để phần mềm cập nhật đơn giá và thành tiền cho các chứng từ nhập kho thành phẩm đã lập trước đó. Nếu trong thời gian sản xuất, anh chị có xuất bán thành phẩm và có phiếu xuất, thì anh chị bấm thêm nút cập nhật giá xuất kho, anh chị nhé. Rồi sau đó anh chị bấm cất là được ạ. Sau khi hoàn thành tính giá thành, anh chị có thể xem lại bảng tính giá thành trên giao diện danh sách và có thể xuất khẩu Excel để kiểm tra. Em xin lưu ý, lúc tính giá thành thì chúng ta sẽ tính theo trình tự các bước để số liệu được cập nhật lên chính xác hơn. Khi anh chị đã tính giá thành theo các bước xong rồi, nhưng có bổ sung thêm các chứng từ phát sinh hoặc là số liệu của anh chị đang không đúng và bây giờ anh chị muốn tính lại thì chúng ta sẽ thực hiện xóa kỳ tính giá thành. Và anh chị sẽ lập theo từng bước tính giá thành mà em đã hướng dẫn như trên. Thì đó là phần hướng dẫn tính giá thành sản xuất liên tục giảm đơn theo thông tư 133 trên phần mềm misa.sme.net. Anh chị đừng quên bấm nút đăng ký, kèm chuông thông báo ở bên cạnh để nhận được thông báo từ những video mới của Misa nhé. Chúc anh chị sức khỏe và thực hiện thành công.